đây nha. Để mày ngồi đây. Đây đây. Để ăn nhanh. Ta lấy cả cái đấy về đây ngồi đây. Cái đấy lấy về đây ngồi. Đốt lửa nhanh. Cô mời mẹ đi à? Cô ở nhà à? Cô được đi xuống dưới đường à? Nha. Thank you.
Con ơi, con ở đây một mí. Hả? Mẹ đi đâu rồi? Đứng dậy. Ôi ôi, bẩn thế nhỉ? Mẹ đi cha mẹ. Ôi ôi, mình con ở đây. Mẹ đi rồi. Bông, ôi ôi, một con một mình ở nhà á? Hả? Đây này, ăn kẹo, ăn kẹo, ăn kẹo. Nào, ba bốc kẹo cho nào. Về đây. Ba bốc kẹo cho sư. Ôi. Nhớ ba không? Chậm chậm. Chậm nhá. Ăn. À. Ngon không? Ngon không? Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Mẹ đi đâu? Hả? Mẹ đi. Mẹ ba mẹ. Sao con với mẹ không ở nhà lại về đây ở bác? Hả? Con với mẹ này ở đây về đây ở. Nào, uống sữa nè. Uống sữa nhá. Uống sữa không? Không uống sữa à? Đi ăn kẹo mút nhá. Đây, kẹo mút đây. Nào, ăn kẹo mút nhá.
An, an, an không được đi nữa. Không đi nữa đâu. Bà ôm. Bà nhớ con lắm rồi. Ôi, em bé ngon thế. Xinh gái thế. Nhớ bao không? Nhớ bao không? Nhớ bao. Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi đâu rồi? Hả? Con bị làm sao rồi? Hả? Đâu bắt em ạ? Kể cho con ăn vứt ở đây. Hai đứa ai về đấy? Ai về mua kẹo cho con? Ba về á? Con nói đùa mà. Ba ở đâu? Hả, ba về ba ở đâu? Ba đi đâu rồi? Ai mua kẹo cho con nhiều thế? Ba về á? Ba về thần. Ba ở đâu? Hả? Ba đi rồi á? Ba đi đâu? Ba con đi đâu chưa? Hả? Ba về lâu á? Ba đi đâu chưa? Ba đi đâu? Ba đi về đâu rồi? Ba đi đường nào về? Đi về rồi. Hả? Ba cô ở đây, ba cô bảo ba ở đây với con, ba cô bảo ba về. Ba bảo một tí ba lại về. Thế ba đi đường nào? Ba đường đây. Hả? Ba đường đây. Thế ba về lâu chưa? Ba về đến đây ba có thương con không? Không. Ba không thương con á? Ba nói cái gì với con? Cô thấy thế bà nói thế nào à?